Sếp ơi, xe của đối tượng đã quay đầu. Đơn vị chú ý, các đối tượng đang quay đầu đi theo hướng ngược chiều. Tất cả tản ra. Báo cáo trung tâm, đây là con đường độc đạo, không có lối rẽ. Xin chỉ thị. Được, tiếp tục di chuyển. Đó, cứ chạy thẳng. Giờ sao anh? Cứ bình tĩnh. Nếu trường hợp xấu xảy ra, cứ giả vờ hoảng loạn như sợ cướp rồi bỏ chạy. Ok, anh hiểu rồi. Anh đang bị lộ mặt, ghế xuống đi. Xe bị sao mà dừng như đường rồi anh? À, xe đang đi thì bị hỏng. Anh có biết sửa xe không? Giúp chúng tôi sửa xe. Tôi chịu rồi, tôi không biết sửa xe này đâu. Chắc anh nhờ cả người trên xe anh nữa đẩy xe chúng tôi vào lề rồi xe anh qua. Thằng mà em nó sốt tôi chiều giờ rồi, có gì để em phụ được rồi. Cảm ơn, giúp tôi. Đây, tôi đi nhá. Đơn vị chú ý, chuyển sang phương án B. Tất cả tập trung về xe chỉ huy. Rõ. Quay đầu xe, chạy về phía xe trung tâm. Kẻ. Mọi người chú ý đây, theo như định vị trên bản đồ thì đây là một con đường độc đạo dẫn vào rừng nguyên sinh. Nhiều khả năng trang trại ma túy nằm trong này. Bây giờ xếp tính thế nào? Chúng ta không thể kéo cả một đoàn xe đi gầm rộ như vậy. Lỡ chúng nó quay ngược trở ra thì bị lộ hết, không có chỗ trốn. Theo em thì bây giờ mình cho hai xe gắn máy bám theo tụi nó, giữ khoảng cách an toàn. Còn mấy xe này đậu ngoài đây, giấu vào chỗ kín. Nhất trí. Vậy thì đồng chí Như Ý có thảo đường không? Dạ. Em với đồng chí Như Ý sẽ đi tiền trạm trước, nắm thông tin, mọi người cứ ở đây. Để anh với Trình đi cùng, có gì phối hợp tác chiến cũng được. Tốt rồi, nhớ liên lạc bằng bộ đàm nha. Đó.